Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Chương trình chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và nâng cao kỹ năng thích ứng trong mỗi ngày đang sống hôm nay. Tôi là Việt Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Hai cú tông xe định mệnh của đoàn quái xế tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khiến chị NQH 27 tuổi ở quận Hai Bà Trưng ra đi vĩnh viễn vào rạng sáng ngày 3 tháng 11. Trước đó khoảng 0 giờ 15 phút ngày 3 tháng 11, chị NHQ 27 tuổi chạy xe máy dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu. Lúc này, một đoàn gồm 25 đến 30 xe đi hướng Trần Hưng Đạo, ga Hà Nội với tốc độ cao lao tới. Trong đó, NHN sinh năm 2005 lái xe Vision màu xám chở theo NBA sinh năm 2005 đi với tốc độ nhanh. Không chú ý quan sát nên đã tông phải chị NHQ làm chị ngã ra đường. Sau đó, NTMK lái xe chở theo LDC sinh năm 2008 chạy theo đoàn đã đâm vào chị Quy, cú tông khiến chị Quy thiệt mạng tại chỗ. Sau tai nạn, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Vậy là thêm một người dân tử vong vì hành vi đua xe trái phép của những thanh thiếu niên coi thường pháp luật, thích thể hiện muốn làm người hùng trên đường phố. Hành vi vi phạm pháp luật của nhóm thanh thiếu niên chạy xe sẽ được xử lý thích đáng. Tuy nhiên, hậu quả khủng khiếp do nhóm quái xế gây ra thì không thể khắc phục, sửa chữa được. Cô gái đã phải bỏ mạng bởi những hành vi ngông cuồng đua xe của những thanh thiếu niên này. Kính thưa quý vị, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép đang trở thành một vấn nạn nhức nhối. Những đoàn xe phóng với tốc độ cao, bất chấp luật lệ giao thông và an toàn của người khác, không chỉ gây ra sự hỗn loạn mà còn dẫn đến những tai nạn thương tâm, cướp đi sinh mạng của những người vô tội. Vụ việc cô gái 27 tuổi bị đoàn xe đua tông tử vong tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Hà Nội, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về lối sống thiếu trách nhiệm và sự bồng bột của một bộ phận giới trẻ. Điều này đặt ra những câu hỏi lớn về ý thức của giới trẻ trong việc nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông và trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc giáo dục và ngăn chặn triệt để những hành vi nguy hiểm này. Và người đồng hành với chúng ta trong một chủ đề nhức nhối ngày hôm nay là luật sư Nguyễn Thế Tân, phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh, giám đốc công ty luật Đắc Tâm. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Việt Linh xin được trân trọng cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ. Chào Việt Linh, chào quý khán giả đang xem chương trình. Kính thưa quý vị, trước tình trạng đua xe trái phép ngày càng gia tăng trong một bộ phận thanh thiếu niên, những tai nạn thương tâm và những cái chết đau lòng đã diễn ra. Các đoàn xe lao với tốc độ cao trên đường phố không chỉ đe dọa tính mạng của người điều khiển mà còn gây nguy hiểm trực tiếp đến những người xung quanh. Những hành vi này đang vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Những thanh thiếu niên với tuổi đời còn rất trẻ, có em chỉ mới 15-16 tuổi đã trực tiếp khiến nạn nhân thiệt mạng. Vậy dưới góc nhìn của mình, luật sư có nhận định như thế nào? Đánh giá mức độ nguy hiểm của vấn nạn thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép này ra sao ạ? Cái việc mà các cái bạn trẻ mà thanh thiếu niên tụ tập để đua xe trái phép càng ngày càng diễn ra càng nhiều và cái tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là có những cái trường hợp là họ sử dụng những cái chất kích thích rồi tổ chức cái việc đua xe. Trước hết thì đây là một cái hiện tượng mà tôi cho rằng là một cái vấn nạn có sự một cái đau lòng của xã hội. Và cái xuất phát từ những cái việc này thì nó là cũng là cái ý thức của mỗi người, cũng như là chứng tỏ rằng là cái việc mà giáo dục cái lớp trẻ bây giờ nó còn nhiều cái lỗ hổng. Và cái tình trạng mà đua đòi, cái tình trạng mà thích thể hiện ở trong cái giới trẻ mà theo những cái trào lưu và xu hướng trên mạng xã hội một cách tiêu cực ngày càng gia tăng. Đặc biệt bên cạnh đó là rất là nhiều người khác cũng trong giới trẻ thì cảm thấy rằng là cái việc làm đó là hết sức là phải nói là một cái gì đó là hết sức đáng ngưỡng mộ. Chính vì vậy cho nên là nó dẫn đến cái tình trạng là rất là nhiều các bạn trẻ thanh thiếu niên hiện giờ thích thể hiện mình qua những cái hành vi đó bằng cách rằng là đua xe hoặc là lạng lách đánh võng hoặc là biểu diễn xe, mặc dù là cái hành vi rất là nguy hiểm cho tính mạng của mình cũng như cho người khác. Và cái ý thức của họ thì cũng không có được đầy đủ về những cái tính nguy hiểm này. Và đến khi hậu quả xảy ra thì có cái sự mà hối hận cũng đã hết sức là muộn màng. Có lẽ là hậu quả của vấn đề thanh thiếu niên đua xe trái phép là vô cùng nặng nề.
Thưa luật sư, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề đua xe trái phép và mức độ xử phạt đối với hành vi này là như thế nào? Ở trong trường hợp gây thương tích nghiêm trọng hoặc là dẫn đến tử vong thì những đối tượng vi phạm có thể phải đối mặt với những hình phạt ra sao ạ? Thì theo cái khoản 6 điều 8 của luật giao thông đường bộ, nghiêm cấm cái hành vi đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách đánh võng. Thì hành vi đua xe trái phép có thể là bị xử lý, một là cái về cái xử phạt vi phạm hành chính. Dạ. Thứ nhất là căn cứ theo cái điều 34 của nghị định 100 mà sửa đổi bởi cái khoản 19 điều 2 của cái nghị định 123 năm 2021 thì quy định cái mức phạt đối với cái hành vi đua xe trái phép như sau. Thứ nhất á, là cái phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các cái hành vi vi phạm là chẳng hạn như là tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc là đua xe trái phép. Là hai là đua xe đạp, đua xe máy, đua xe xích lô, đua xe xúc vật kéo, cưỡi xúc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông. Thứ ba là phạt tiền là từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với những người đua xe mô tô, xe gắn máy hoặc là xe máy điện trái phép. Còn phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với những người đua xe ô tô trái phép. Thì ngoài ra thì người điều khiển phương tiện thực hiện các hành vi này còn có thể bị áp dụng các cái hình thức xử phạt bổ sung như là bị tịch thu phương tiện, rồi bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng hoặc là cái tịch thu cả cái phương tiện. Thứ hai nữa, nếu mà mức độ các hành vi nó nặng hơn thì có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì người có cái hành vi đua xe trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội đua xe trái phép quy định tại cái điều 266 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó thì cái mức hình phạt thì có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Và mức phạt cao nhất đối với cái tội đua xe trái phép là bị phạt tù từ 12 năm cho đến 20 năm nếu mà gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ là 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Như vậy thì vừa rồi luật sư đã giúp cho Vị Linh cũng như quý vị khán giả biết thêm những thông tin chính xác về luật pháp quy định nếu như tình trạng đua xe trái phép xảy ra và thậm chí là có thể gây thêm hậu quả. Tuy nhiên, vấn đề này không chỉ là vi phạm giao thông mà còn phản ánh về ý thức công dân cũng như trách nhiệm với cộng đồng của giới trẻ. Có những tai nạn đau lòng xảy ra, không chỉ người vi phạm phải gánh chịu hậu quả mà gia đình của nạn nhân, gia đình của người vi phạm cũng phải đối mặt với những tổn thương kéo dài. Vì sao có những trẻ chưa đủ tuổi nhưng điều khiển xe phân khối lớn? Nếu không có sự dung túng và tiếp tay của người lớn thì làm sao các em lại có phương tiện ra đường rồi gây họa như thế được? Điều này đặt ra một câu hỏi về trách nhiệm của người lớn trong việc giáo dục và giám sát cũng như chịu trách nhiệm về hành vi của con cái mình. Cũng cần xử lý nghiêm những bố mẹ vi phạm trong khi con của mình vẫn chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Dưới góc nhìn của mình thì luật sư nghĩ rằng trách nhiệm của gia đình và vai trò giáo dục của phụ huynh hoặc là người giao xe trong vụ việc là như thế nào ạ? Một cái thực trạng đáng báo động hiện nay đang diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, đó là cái việc không ít bậc phụ huynh đã mua xe và giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em mình dù các em chưa có đủ điều kiện để mà cái điều khiển cái phương tiện. Điều này đã gây ra những cái hệ lụy đau lòng, không chỉ ảnh hưởng đến cái tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác mà còn ảnh hưởng đến chính cái người điều khiển phương tiện là con em của họ, là khiến các bậc phụ huynh có thể vướng vào cái vòng lao lý bởi cái sự thiếu hiểu biết pháp luật của mình. Còn về cái hành vi giao xe cho cái người chưa đủ điều kiện điều khiển, tôi cho rằng là cái việc là tăng chế tài xử lý là sẽ gắn chặt cái trách nhiệm của cái hành vi này với cái người giao xe chủ phương tiện, cũng như là tạo cái khung pháp luật cho phép kiên quyết xử lý hình sự đối với người giao xe mà gây ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Thì hiện nay thì tại cái khoản 10 điều 8 của luật giao thông đường bộ quy định nghiêm cấm cái giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho cái người không đủ điều kiện để điều khiển tham gia giao thông đường bộ. Thì bên cạnh đó thì quy định tại cái điều 30 nghị định số 100 năm 2019 cũng được sửa đổi bởi cái nghị định số 123 năm 2021. Thì khi mà cha mẹ giao phương tiện cho con chưa đủ tuổi để điều khiển xe mô tô sẽ bị phạt tiền là từ 800.000 đến 2 triệu đồng. Đối với ô tô là phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. Trường hợp mà để xảy ra tai nạn giao thông chết người thì cái người mà cho mượn cái người giao xe giao phương tiện đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì cái tội là giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo cái điều 264 Bộ luật Hình sự.
Vâng, những thông tin này có lẽ là bất kỳ một bậc phụ huynh hay là các bạn học sinh nào, thanh thiếu niên nào cũng nên biết trước khi đưa ra những quyết định rằng là mình sẽ hành động như thế nào. Một hành động nhỏ lại gây ra những thiệt hại rất lớn. Và sự bồng bột cũng như thiếu suy nghĩ và sự thiếu giáo dục về trách nhiệm của công dân đôi khi khiến cho giới trẻ coi nhẹ những quy định pháp luật và dẫn đến những hành vi nguy hiểm như là đua xe trái phép. Vậy làm sao để nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của thanh niên, đặc biệt trong việc tham gia giao thông? Có lẽ cần có những biện pháp giáo dục và tuyên truyền để có thể giúp cho giới trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Xin nhờ luật sư sẽ giải đáp về vấn đề này ạ. Thực sự ra nếu mà nói về cái vấn đề mà gọi là cái ý thức giáo dục thì cái điều đầu tiên tôi cũng luôn luôn và nhấn mạnh rằng là cái trách nhiệm này là của gia đình, là của những cái bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì chúng ta sinh ra những đứa con của mình, những đứa trẻ mình sinh ra thì mình phải có trách nhiệm đầu tiên phải giáo dục nó, phải dạy nó để cho nó biết được những cái vấn đề nào đúng, vấn đề nào không đúng, và đặc biệt là cái vấn đề mà tuân thủ pháp luật. Thì bởi vì trong cái xã hội của chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta vẫn biết rằng là phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật là cái điều tiên quyết đầu tiên của một người công dân. Thì bây giờ là bậc làm cha làm mẹ là phải làm gương cái điều này. Là thứ nhất là phải tìm hiểu về pháp luật, phải tuân thủ pháp luật, và chúng ta phải dạy cho con của chúng ta là sống phải có trách nhiệm. Thì từ lúc nhỏ khi mà tham gia giao thông thì những cái người con này đi theo ai? Theo cha, theo mẹ chứ theo ai? Đại đa phần, đa số. Thì những cái người cha, người mẹ này nếu như mà bằng cái hành động của mình đi đúng phần đường, đi đúng tốc độ, cũng như là tuân thủ các cái điều kiện mà tham gia giao thông, có luật giao thông, thì nó sẽ hình thành một ý thức cho giới trẻ, thì họ sẽ là có cái thói quen khi lớn lên là như thế. Và qua đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hạn chế rất là nhiều về cái việc mà đua xe, dẫn đến là thanh thiếu niên bây giờ có nhiều cái điều kiện, đủ điều kiện, chưa đủ tuổi vẫn có những cái xe máy, thậm chí có những xe máy phân khối lớn nữa. Xong rồi thì trẻ mới lớn lên mà mặt tâm lý thì đua đòi với nhau. Thì thấy bạn có thì mình về mình đòi, ba mẹ mình cũng phải có theo. Rồi giống như tôi nói ngay lúc đầu là thích thể hiện, thành những bậc siêu nhân, những bậc anh hùng trong mắt những bạn bè khác, cho nên họ đã vượt quá cái tầm, cái khả năng của họ. Cho nên là có thể là gây ra những cái hậu quả đáng tiếc như cái vụ việc vừa rồi chúng ta cũng đã thấy ở Hà Nội xảy ra. Qua cái câu chuyện này thì theo tôi thì cái vấn đề quay trở lại thì vấn đề là cái vấn đề giáo dục của gia đình vẫn là chính, và cộng thêm những cái hình thức tuyên truyền của các cơ quan, rồi những cái lực lượng cảnh sát giao thông làm nghiêm cái vấn đề này và chế tài mạnh vô những cái trường hợp như thế này để mà triệt để những cái vấn đề mà đua xe trái phép của cái nạn thanh thiếu niên hiện nay. Vâng, thưa luật sư, có lẽ để giáo dục một đứa trẻ và một thanh thiếu niên thì không phải chỉ là gia đình mà còn có sự phối hợp giữa môi trường, giữa cộng đồng và nhà trường cùng với các cơ quan công an, pháp luật khác thì mới có thể đủ giúp cho một con người trở nên trưởng thành và hiểu biết hơn, cũng như là tránh được những tình trạng mà đến khi xảy ra rồi thì tất cả đều cảm thấy rất đáng tiếc như vậy. Kính thưa quý vị, tình trạng đua xe trái phép của thanh thiếu niên hiện nay không chỉ là một hành vi vi phạm pháp luật mà còn phản ánh những vấn đề sâu sắc về giáo dục, về ý thức trách nhiệm công dân và sự quản lý từ gia đình, nhà trường cũng như xã hội. Những vụ tai nạn đau lòng, đặc biệt là những cái chết thương tâm xảy ra là lời cảnh tỉnh về sự thiếu ý thức và sự bồng bột trong hành vi của một bộ phận giới trẻ. Để ngăn chặn tình trạng này, không chỉ cần sự nghiêm khắc trong xử lý pháp lý mà còn cần một hệ thống giáo dục mạnh mẽ từ gia đình đến nhà trường và xã hội. Hơn hết, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và nhận thức trước những cái kết thương tâm có thể xảy ra nếu không may lầm lỡ. Các yếu tố từ giáo dục, pháp luật đến trách nhiệm cộng đồng cần được kết hợp chặt chẽ và tình trạng đua xe trái phép mới có thể được đẩy lùi, đảm bảo an toàn và sự bình yên cho tất cả mọi người. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Tân, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh, Giám đốc công ty luật Đắc Tâm đã tham gia chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những thông tin rất hữu ích đến cho tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn Việt Linh, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chào tạm biệt. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình Chuyện mỗi ngày hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6:30 và phát lại lúc 16:00 trên kênh BPTV1.
Đồng thời chương trình cũng được phát trên BPTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18:00 Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.